Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Video lúc này thì tiếp tục gửi đến anh chị và tổng hợp tất cả những dòng cân mà kháng nước tốt nhất là từ cân điện tử Gia Phát gửi đến anh chị ha. Thì tại sao lại có video lúc này? Tại vì rất là nhiều cái nhu cầu sử dụng cân bây giờ, ví dụ như cân lúa ngoài trời thì cũng cần lắm một cái cân điện tử mà kháng nước được như thế này. Hay là anh chị trong lĩnh vực mũ cao su đi, nước mũ nó chảy từ trên xuống dưới á, thì có những cân nó ướt cái màn đồng hồ số, thì với dòng cân này vừa kháng nước được, vừa che được màn hình số. Hay là những anh chị nào trong vựa sầu riêng đi có thuốc màu vàng vàng nhiều á, thì cần lắm những dòng cân giống vậy. Nó chỉ cần kháng nước thôi là nó rất là bền rồi ha. Thì bây giờ trong điều kiện sử dụng thông thường như thế này, mưa gió như thế này mà cân nó vẫn chính xác được, thì anh chị sẽ yên tâm rằng là trong thực hiện sử dụng thực tế thì nó cũng mang cho mình một cái giá trị chính xác tuyệt đối luôn anh chị ha. Ở đây thì cân tự Gia Phát có những cái quả cân chuẩn và thử cân thử ký lại cho anh chị nè, trong điều kiện mà mưa gió thế này mà nó vẫn hiện số rất là chính xác, thì yên tâm rằng là mình mang cái cân này mình ra ruộng, mình cân lúa nè, hay là mà mình cân sầu riêng nè ngoài vườn nè, hay là mình cân mũ cao su ở ngoài rừng nè, thì nó cũng đạt được cái độ chính xác như mình mong đợi anh chị ha. Rồi bây giờ thì tại sao nó lại có nhiều cái dòng cân đến như vậy? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có là ở đây thì cân tử Gia Phát đang quay trong cái điều kiện mưa gió rất là lớn anh chị ha. Cho nên là anh chị yên tâm rằng là nếu như mà trong điều kiện này mà cân nó sử dụng hiệu quả thì mình mua về mình sử dụng càng hiệu quả hơn. Anh chị thấy ở đây có một cân màu xanh nè, thì nó được xếp vào dòng cân giá rẻ là nó rẻ hơn cái dòng cân inox này thôi, chứ nó vẫn tốt nha, tại vì nó đã được xếp vào cái dòng cân kháng nước mà. Cho nên nếu như anh chị mua cái cân này để cân lúa nè, để cân sầu riêng nè, để cân mũ cao su thì hoàn toàn yên tâm là số này, tại vì nó số đỏ rồi có báo pin. Rồi hay là một số anh chị mà cân gà vịt á thì cũng có thể tận dụng cái dòng cân giá rẻ này cân, tại vì nó có một cái mẫu cân chốt số. Hay là ở đây thì chúng ta có đại diện cái mẫu là DS166SS này, là dòng cân gà vịt tốt nhất nè, hay dòng cân cá biển nữa. Tại vì cái mức độ chống nước của nó được xếp là tốt nhất trong tất cả các dòng cân ở đây và bền nhất nữa, cho nên là nhiều khách hàng chọn cái mẫu này thay vì những mẫu khác. Hay là đây có những dòng cân trung trung hơn như T7E hay là 01E hay là 501E, thì ba cái dòng cân này cũng anh chị rất là mua rất nhiều trong lĩnh vực cân lúa ha. Thì với video hôm nay thì có rất nhiều dòng cân ở đây, thì có tất cả tới 7 cái dòng cân, thì đâu là dòng cân tốt nhất cho cá biển, hay là đâu dòng cân tốt nhất cho lúa, hay là đâu dòng cân tốt nhất cho sầu riêng, thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trong màn hình đi, 0909 899 833, thì kỹ thuật viên của kênh tự Gia Phát sẽ tư vấn và sẽ giới thiệu từng cái loại cân đúng với từng cái mục đích sử dụng của anh chị, chứ không phải là một cái cân nó tốt nhất cho tất cả mục đích. Ví dụ như một cái cân mà nó tốt cho cá biển thì tất nhiên nó là mắc tiền nhất rồi, thì nó sẽ tốt nhất cho tất cả còn lại. Tuy nhiên ở trong cái điều kiện là mình muốn là vừa một cái tầm tiền trung trung thôi, ví dụ như cân lúa thì chẳng hạn, thì tiết kiệm mình có thể chọn dòng cân này, tầm chừng này nó đã đủ bền rồi, nhưng mà nếu vượt bền hơn nữa thì mình chọn cái mẫu này, ví dụ vậy. Hoặc là nếu mà anh chị mà cân gà vịt đi chẳng hạn, thì anh chị sẽ chọn là chốt số, ưu tiên chốt số nha, ưu tiên chốt số để hai mẫu này. Là hai mẫu mà gần như là cái sự chốt số và ổn định số nhanh nhất có thể. Nếu mà tiết kiệm thì mình mua lại dạng cái mẫu này, ví dụ vậy. Cho nên là qua video này thì kênh Điện Giả Phát muốn chia sẻ với anh chị rằng là cân điện tử kháng nước á, nó nhiều loại lắm anh chị ơi. Giá cả thì ở cuối video clip này, hoặc là kênh tự Gia Phát sẽ chia sẻ riêng từng thời điểm. Tại vì hôm nay quay video clip gửi đến anh chị thì ngày mai giá có thể tốt hơn rồi, cho nên là ở video này là chưa chia sẻ với chị với giá thực tế ha. Nhưng mà số điện thoại hotline 0909 899 833 thì luôn chia sẻ với anh chị về cái giá hiện tại tốt nhất có thể, cho nên anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline đó đi, 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ chia sẻ cho anh chị về giá cả tốt nhất hiện nay anh chị nha. Một lần nữa kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều trong thời gian qua gần 10 năm đã gắn bó với kênh tự Gia Phát và đã giúp kênh tự Gia Phát hoàn thiện mỗi ngày để có những cái mẫu cân chống nước tốt như thế này. Kênh tự Gia Phát cảm ơn chị rất nhiều ha. 0909 899 833 và số điện thoại hotline của công ty kênh tự Gia Phát luôn lắng nghe một cuộc gọi của anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.